Now listen and listen to my question. What sort of culture are you growing up in? As you can see, I grew up in Vietnamese control that highly regard the community value. It's good. Ok, that's very good already. Cái phát âm của Thư khá tốt rồi. Your pronunciation is very good. Nếu không nhìn lại cái phần gợi ý, Thư nói 15 giây nào. Như quý vị thấy, chúng tôi đã lớn lên trong nền văn hóa Việt Nam, đề cao giá trị cộng đồng. Đây là chuyện tốt. Speak up girl, as you can see. As you can see, we grew up in Vietnamese control that high regards the community value. It's good. Yeah, that's very good. Rồi, bây giờ nếu mà bổ sung thêm ý nào. Nào, elaborate, elaborate. Mà nếu mình có thể nói thêm một cái ý để bổ sung thôi, diễn giải thôi mà. Văn hóa phương Tây thì bây giờ nó đang trở nên phổ biến ở trên thế giới. Thì nền văn hóa này mở hơn, hiện đại và nó đề cao sự tự do cá nhân. Lần đầu tiên Thư có thể xem cái gợi ý và nói đi nào, nó thật nhanh anyway. Anyway, Western control now is becoming popular in the world. Yeah, this culture Is more open and modern, and value personal freedom like. wow values personal freedom highly. Value personal freedom highly. Yes, very good.